Hi, xin chào các bạn. Trong cái video này, cô An sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách sử dụng Midjourney để mình tạo ra những cái icon app đẹp mắt. Và trước hết, các bạn gõ duyệt và imagine. Rồi, duyệt imagine. Ở trong prompt này thì mình sẽ tạo ra một cái icon app ha. Trong phần này thì mình gọi là design app icon cleaner. Phải boost đó. Ok, thì các bạn sẽ xem nó ha. Trong cái prompt này á thì cô Canh muốn có một cái app icon về cleaner booster. Thử Midjourney nó render ra như thế nào nha. Ok, thì đây là một cái bộ gồm có bốn cái biểu tượng là cleaner butter, nó sử dụng là cái chổi ha, cái quét này. Có thể là cái hình ảnh phía trên này có vẻ là đẹp hơn. Đây, hình ảnh U1234. Nó tính từ 1234 ha. Thì mình có thể là sử dụng là U4 là upscale, thì mình sẽ click vào cái U4 này để mình chọn cái icon này ha. Thì khi mình chọn icon này thì sẽ gen ra cho mình icon này riêng ra như thế này à, các bạn thấy không? Thì các bạn có thể là click vào cái icon này và mở trong trình duyệt ra. Và trong phần này thì mình có thể là kích chuột phải và mình sẽ lưu hình ảnh này xuống dưới cái máy tính của mình ha. Ok, thì như vậy là mình đã lưu xong cái icon này. Ok, tiếp theo thì mình muốn làm một cái icon về app về photo editor nữa, thì mình sẽ trình bày cho các bạn luôn. Thì để làm một app về photo editor thì mình duyệt imaging, mình sẽ chọn prompt này và mình sẽ gõ cái một cái prompt mình mong muốn có một cái app về photo editor là như thế này, ví dụ là beautiful apps like application icon for photo editor apps right design. Ok, một cái câu lệnh nó ngắn như thế này thôi, thì nó sẽ cho ra những cái icon nó có vẻ là đẹp hơn. Ok, khá là tuyệt vời, một cái kết quả khá tuyệt vời trong một cái bốn cái option design của icon app này ha. Thì ở đây nó có những cái kiểu theo thiết kế icon app modern, gọi là hiện đại, một cái kiểu là vintage và một kiểu là rất là luxury ha, rất là ok. Thì những cái này thì mình có thể là chọn một cái 1 2 3 4, mình thích kiểu như thế này ha, thì mình sẽ chọn cái 1 2 3 4, thì mình sẽ chọn U3 để mình sẽ sử dụng cái design này ha. Khá là tuyệt vời, mình thích cái hình tròn này và trong cái ống kính lens này ha là có những cái bông hoa và tạo ra một cái điểm nhấn của cái icon này ha. Đấy, thì các bạn thấy không? Thì đây là một cái icon app khá là ok. Download xuống, mình kích vào đây và chọn mở trong trình duyệt. Các bạn kích chuột phải và chọn lưu hình ảnh này để lưu cái hình ảnh lưu cái icon app này về để mình sử dụng trong việc là làm ứng dụng trong icon app, khá là tuyệt vời để chúng ta sẽ sử dụng cho những cái sản phẩm về ứng dụng mobile app của mình, từ Android, iOS, tất cả những cái icon này. Mình thấy Midjourney nó thiết kế khá là tuyệt luôn. Trước đây mình đã tốn khá là nhiều thời gian lên trên Fiverr để mà thuê design icon app ha, nhưng bây giờ thì nhờ vào công nghệ AI thì tất cả công việc này mình chỉ cần ngồi cỡ khoảng 3 hoặc 5 phút thôi thì mình sẽ có được những cái icon khá là tuyệt vời rồi ha. Video này đã kết thúc tại đây. Nếu các bạn thấy thông tin của nội dung video này hay á, thì các bạn like, subscribe kênh Cuộc Media để ủng hộ tinh thần cho mình ra thêm nhiều video nữa nhé. Phía dưới video mình luôn để đường link để chia sẻ
cho các bạn những thông tin và những chương trình hữu ích về hướng build và phát triển ứng dụng Mobi App. Các bạn có thể click vào để tìm hiểu thêm. Cảm ơn các bạn đã dành hết thời gian để xem video này. Chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.